Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số đơn vị liên quan đề nghị truy tố với 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Sau khi bẻ lái thành công kết luận thanh tra, đại gia này có được siêu dự án Đại Ninh nên bán sang tay với giá 27.600 tỷ đồng. Hưởng lợi 2.700 tỷ đồng và để mọi thứ trót lọt thì cần những đồng tiền bồi thường. Theo kết luận, cuối năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Đại Ninh quy mô gần 3.600 hectare tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng số vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2019, công ty không có năng lực tài chính để triển khai dự án. Khi thanh tra chính phủ, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra các sai phạm thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án. Khi đó, bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sài Gòn Đại Ninh thỏa thuận chuyển nhượng doanh nghiệp, dự án cho ông Nguyễn Cao Trí. Quá trình làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, ông Trí đưa tiền cho các bị can tại thanh tra chính phủ và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Kết luận điều tra nêu, những bị can thực hiện hành vi sai phạm giúp Trí đạt được mục đích thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án thành không thu hồi cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. Từ đó, bị can Trí chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy, ở mỗi giai đoạn liên quan đến dự án, ông Trí đưa tiền cho các cá nhân với những mục đích khác nhau. Trong đó, ông Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng là 2,1 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là 4,2 tỷ đồng. Ông Trí còn đưa cho ông Trần Văn Minh, khi đó là phó tổng thanh tra chính phủ, số tiền là 10 tỷ đồng. Những đồng tiền được rải ra để dọn đường, bôi trơn, thay đổi cả một bản kết luận thanh tra. Sức mạnh của đồng tiền cũng chỉ đến thế là cùng. Cuối cùng, vẫn không thể mua được quyền đứng trên pháp luật. Mấy ngày qua, tin tức Mekong liên tục thông tin về những vụ lừa đảo chạy án xảy ra. Người làm nghề bán cháo lòng, tài xế xe ôm, nổ mình quen biết rộng, công tác ở Bộ Công an, rồi dễ dời ra đủ kịch bản để đưa nạn nhân vào trồng. Thực tế thì ngoài chạy án, còn có chạy chức, chạy quy hoạch, chạy dự án, chạy điểm và cả chuyện chạy chỗ làm như vụ án tại thành phố Hà Nội mới đây. Đến khi mọi thứ dở lẽ thì nạn nhân mới ngỡ ngàng vì bên cạnh chạy chỗ còn có lừa chạy chỗ. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Dũng, 34 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tháng 5 năm 2018, người đàn ông tên viết tắt Dê ở tỉnh Vĩnh Phúc có người cháu đi nghĩa vụ tại một đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Qua mối quan hệ xã hội, anh Dê gặp Dũng và bày tỏ nguyện vọng muốn cháu mình vào biên chế trong lực lượng vũ trang. Dù bản thân không có chức năng hay mối quan hệ nào, nhưng Dũng vẫn đưa ra thông tin gian dối, quả quyết sẽ lo được việc này với chi phí khoảng 450 triệu đồng. Tin tưởng nạn nhân chuyển trước cho đối tượng 300 triệu đồng. Nhận tiền, nghi phạm không lo việc mà dùng để chi tiêu cá nhân. Liên tục thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra với kịch bản tinh vi. Cốt yếu của cú lừa chính là ở việc lựa chọn con mồi. Đó là những người nội trợ, người lớn tuổi, ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận thông tin. Vụ việc tại Hà Nội mới đây cũng vậy, chỉ bằng vài lời khua môi múa mép, các đối tượng dễ đưa cụ bà sập bẫy. Tưởng mình thật sự bị lợi dụng dính líu tới đường dây mua bán ma túy khủng bố. Và nếu không có chút tỉnh táo, nhạy bén của nhân viên ngân hàng thì mọi chuyện đã rồi. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi. Theo điều tra, cuối tháng 10 vừa qua, cụ bà ở thành phố Biên Hòa có tên viết tắt là H liên tục nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là công an điều tra, cáo buộc cụ có liên quan đến hoạt động phi pháp như rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố. Kẻ gian yêu cầu bà H đến ngân hàng rút hết 380 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, mua điện thoại thông minh và thực hiện các giao dịch chuyển khoản theo hướng dẫn. Tuy nhiên,
khi bà Hát đến ngân hàng để rút tiền, làm theo lời các đối tượng, thì nhân viên tại đây phát hiện ra những bất thường và trình báo công an. Các trinh sát có mặt tại ngân hàng làm việc với cụ bà. Sau thời gian thuyết phục và giải thích, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa. Bà Hát sau đó viết thư cảm ơn lực lượng công an và ngân hàng. Qua sự việc lần này, ngành chức năng một lần nữa khuyến cáo, khi cần thì công an làm việc trực tiếp với người dân, chứ không hề có một cuộc gọi, một tờ lệnh bắt có mọc qua màn hình video call. Xong, trong tình thế bí bách, trong một mớ bồng bông của những lời hù dọa, uy hiếp của những người tự xưng là công an điều tra, có mấy người bình tĩnh. Thấy đối phương nối khớp các thông tin họ tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, rồi những lời chắc nịch về hồ sơ điều tra, lệnh bắt tạm giam, người tỉnh táo cũng sao lòng sợ hãi. Thưa quý vị, chơi hụi với nhiều người đã quá quen thuộc. Việc này không vi phạm pháp luật, mà nó chỉ bị nghiêm cấm nếu người chơi lợi dụng để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu việc chơi hụi nhằm mục đích tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thì hoạt động này pháp luật sẽ bảo vệ. Xong, thực tế vì lòng tham mà hình thức này đang dần biến tướng. Nhiều vụ bẫy hụi xảy ra rúng động cả một vùng quê. Như trường hợp vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, ít thì vài chục triệu, nhiều lên đến bạc tỷ. Và tất cả đều là những đồng tiền dành dụm từ mồ hôi và công sức. Người dân ở xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chơi hụi từ nhiều năm nay với mong muốn tiết kiệm tiền xem như một hình thức tích góp. Mọi thứ bình thường cho đến một ngày dùng quê nghèo điêu đứng vì một chủ hụi tuyên bố phá sản. Bức xúc chứ, vì mình mất của mà cũng bức xúc chứ, mà cũng không hiểu là nguyên nhân gì mà bà đang làm ăn như thế mà lại vỡ nợ được, thì mong muốn làm sao mà bà Dung bà trả lại cái số tiền cho mình thôi. Đóng thì hiện tại tôi đóng được 29 thăm, là tổng gốc là 145 triệu. Đồng tiền xương máu của mình làm tháng mấy triệu bạc lương, nhưng mà mình cũng tiếc. Theo cơ quan chức năng, bà Cao Thị Dung ở xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa làm chủ hụi từ năm 2007 đến nay. Nhìn tiềm lực tài chính bên ngoài và những lần giao tiền hụi đúng hẹn nên người dân càng tin tưởng tham gia. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, một số người chơi hụi hoặc cho vay không cần giấy tờ, không có hợp đồng, khiến hình thức chơi hụi dần biến tướng. Theo cơ quan điều tra, bà Dung tuyên bố dở hụi với 4 dây, gồm gần 80 người chơi và số tiền bị chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Khó khăn phức tạp đối với cơ quan điều tra là chơi không tổ chức theo quy định của pháp luật, mà đây chơi theo cái tự là tự thỏa thuận với nhau. Công an huyện Hoàng Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu và họp thống nhất liên ngành tư pháp huyện Hoàng Hóa để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Trong đường dây này, người mất nhiều nhất là hơn 1 tỷ đồng, còn lại từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Để có tiền tham gia, có người phải nhịn ăn tiêu xài, dồn những đồng trợ cấp cho người cao tuổi. Như trường hợp cụ Lường Thị Dưỡng, năm nay 95 tuổi, cả đời tích góp được gần 30 triệu để dưỡng già, nhưng đến giờ cũng trắng tay. Việc chơi hụi có quy định tại Nghị định số 19 của Chính phủ, tuy nhiên, nhận thức hiểu biết của chủ hụi và người dân còn rất hạn chế. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo và xảy ra các vụ dở hụi, thế nhưng nhiều trường hợp vẫn chủ quan và tiếp tục trở thành nạn nhân. Cũng như bao vụ bể hụi từng xảy ra, hầu hết người chơi đều dựa vào một thứ duy nhất, đó chính là lòng tin. Cứ nhìn vào cơ ngơi, nhà cửa, đất đai và những lần chung chi đầu tiên đúng hẹn, càng củng cố hơn sự tin tưởng. Nhưng khi lòng tham trỗi dậy, thì những dây hụi ma bắt đầu xuất hiện, hay việc mua bán hụi chết đặt lãi cao để tranh hốt trước rồi bỏ trốn. Và cũng không loại trừ có trường hợp chủ hụi ngay từ đầu đã có ý định lừa đảo, nên dùng mánh khóe phô trương của cải. Thực chất là đợi gom đủ rồi cất lưới hốt trọn một lần.